vì chào quý vị và các bạn thân mến thì cách đây vài giờ quý vị và các bạn thì việc cũng có làm một cái video để chia sẻ đến quý vị và các bạn về cái đô lo này đô lo này bắt 30 của nhật thì đô lo này việc cũng đã bán cho một bác khách và trong thời gian bác sử dụng thì cái lo nó bị lệch từ và bác có đem ra cho một bác thợ chỉnh và sau đó hư luôn thì cách đây vài giờ việt có làm một cái video như thế và được rất là nhiều lời động viên của anh em cũng như là anh em ủng hộ gọi điện nhắn tin động viên rất là nhiều thì trước tiên điều việc xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của anh em và cũng như là những cái lời động viên đến với việc thì, uh, chắc hẳn là nhiều anh em uh, xem kênh của Việt thương mến Việt thì cũng uh, rất là muốn biết mà sau khi cái lo mà gửi về cho Việt và việc đi nạp từ thì cái tình trạng của nó như thế nào thì hôm nay Việt cũng xin làm một cái video để chia sẻ đến quý vị và các bạn luôn và cũng có uh, có hai bạn trai nhắn tin nói là thôi Việt cứ làm cái video đi và bật quảng cáo lên thì anh em uh, thương anh em vào uh, xem quảng cáo thì để uh, như là gỡ gạt được phần nào cái vốn của cái lo thì việc xin chân thành cảm ơn tất cả những cái tình cảm của anh em đã dành cho việc Đó. thì uh, đã nạp từ về rồi quý vị và các bạn điều việc cũng mới vừa uh, thử thử xong không được thì mình gỡ ra kết quả không như mong muốn rồi quý vị và các bạn ơi thì khi mình nạp từ lại thì nó có mạnh hơn một tí và tuy nhiên thì nó chỉ kêu khoảng 60 phần trăm so với cái login thôi Đó, không có cách nào mà kêu bằng cái login được thì cái này chắc thua cái này thua bỏ luôn một là mình độ từ khác vào đây cho nó nằm ở đây nhưng mà mình độ nhưng mà mình thì không làm Đó, mình thì không làm Rồi còn hai là bỏ luôn thì cái kết rất là buồn quý vị và các bạn mình bán một đô lo thì sự thật cái chi phí mà về cái tiền lời lãi nó không có bao nhiêu và tuy nhiên đến khách xài mà khách xài ok thì không nói gì nhưng mà như khách xài mà gặp về vấn đề thì mình cũng rất là buồn và rất là ngại và tuy nhiên thì nếu mà đúng ra thì những cái đồ lo như thế này thì nếu như mà nó gặp một cái vấn đề như thế này thì anh em gửi về cho việc việc xử lý đúng lực chơi nếu quý vị và các bạn tháo ra và đem cho thợ khác làm hư như thế này thì việc không chịu trách nhiệm và tuy nhiên thì ở trên kênh của việc thì cũng chưa công bố cái điều này thì thôi cho coi như đây là một cái bài học và cho và hôm nay thì vì cũng xin chia sẻ đến với quý vị và các bạn luôn nếu như quý vị và các bạn nào có giao dịch lo âm ly vân vân các thứ bên việt trong một cái thời gian còn bảo hành hoặc là trong cái thời gian mà kiểm tra gì đó mà quý vị và các bạn thấy những cái gì nó không hợp lý những cái gì nó không đúng thì quý vị và các bạn gửi về cho việc để việc nhờ anh em thợ làm ví dụ như cái lo này nó là từ thì quý vị và các bạn nên gửi về cho việc để việc xử lý nếu như xử lý được thì việc sẽ gửi ra lại cho anh em Còn nếu như quý vị và các bạn mà đem đi cho những anh thợ gà đó Việc nhắc tới anh thợ này là việc tức Anh thợ gà đó, mà anh thợ gà mà làm hư như thế này nè Thì việc không chịu trách nhiệm Và tuy nhiên ở cái phần lo này thì việc chịu trách nhiệm Tại vì mình cũng chưa có công bố hay là ở trên kênh của mình Nếu như đúng như quy lực thì quý vị và các bạn tháo ra Và đem cho thợ khác làm Mà hư thì quý vị và các bạn tự chịu ở bên việc không có trách nhiệm nhưng mà việc vẫn nhận về và để coi còn cách nào để cứu chữa cho anh em không? Rồi, tuy nhiên thì hết cách, thì hết cách và cái vấn đề mà giải quyết nó im đẹp là mình sẽ để cái đầu lo này lại cho bác khách đó và để để cho bác với cái giá là một phần ba 1 phần 3 đô lo Thì cũng như anh em thỏa thuận 1 phần 3 đô lo Và để cho bác uh, là Kiếm cái cặp bát khác bác lắp vào Thì cặp bát này bỏ Đó. Để là giá 1 phần 3 đô lo Đúng ra là cái này thì việc không có chịu Tại vì không phải mình làm ha Không phải mình làm nó kẹt con thôi Nó là từ thôi Thì uh, gửi về cho việc xử lý thì nó đã xong rồi nếu đúng lực chơi thì anh cái người khách này phải chịu hoàn toàn là coi như là việc không có trách nhiệm gì trong đây nữa tuy nhiên thì uh, mình muốn uh, thông qua cái video này để thông báo cho anh em biết luôn là từ đây tới sau mà anh em nào mà có đem đi thợ tháo gà hư thì anh em tự chịu còn gửi về cho việc thì việc làm được không nếu còn trong cái thời gian mà kiểm tra thời gian bảo hành gì đó thì đối với lo thì việc bán không có bảo hành âm ly thì việc bán có bảo hành và lo thì việc hỗ trợ kỹ thuật đó trong một tháng thì việc hỗ trợ kỹ thuật cho anh em đó còn qua một tháng thì uh, vẫn là hỗ trợ kỹ thuật nhưng mà tính tiền đó ví dụ như nguyên vật liệu gì đó sẽ tính tiền còn trong một tháng đầu thì anh em hát có hư gì đó thì cứ gửi về và việc hỗ trợ uh, kỹ thuật làm lại cho anh em y chang như ban đầu và chi phí là không đồng đó thì uh, mong từ đây tới sau thì cái tình trạng mà mấy anh thợ gà này thì cũng không có tiếp diễn nữa và cũng nhiều bạn có nói việc á làm công bố cái địa chỉ của bác khách này là cũng như là công bố cái địa chỉ của bác thợ để cho anh em còn biết tránh thì việc thì xin phép quý vị và các bạn vì không có công bố ở bên đây thì việc cầm một sắp nè trong đây có cái địa chỉ và của anh này và cũng như là biết luôn cái địa chỉ của anh sửa lo này tuy nhiên thì anh này thì ở quảng ninh quý vị và các bạn tuy nhiên thì việc chỉ cung cấp như thế thôi còn mà mọi chuyện khác thì vì xin phép quý vị và các bạn không tiết lộ lý do là đôi khi người ta sai một lần thôi quý vị và các bạn người ta cũng biết cái vấn đề rồi đó cho nên á, mình cũng không cần mà phải có làm quá nên để làm gì đó tiền bạc thì có thể kiếm được mà quý vị bỏ bàn tuy nhiên thì cái gì nó cũng phải đúng ở đây thì việc uh, uh, làm cái video này để chia sẻ mà sau này anh em thợ có gặp những cái lo này thì hãy nên cẩn thận với nó uh, và cũng đừng có nên mà tháo ra sữa như thế này nữa mình biết thì mình làm không biết thì thôi để gây cái hậu quả nó rất là nghiêm trọng và khi mà việc nói với vị bảo bạn một phần ba cái giá trị của cái lo này á ha, là việc phải chịu đến hai phần quý à, vị và các bạn việc chịu đến hai phần là cái lo này nó nó trên năm nó cho việc phải lỗ cho là mất trắng trên 5 triệu trên 5 triệu của cái đôi lo này gần 6 triệu bạc mất trắng luôn không có được một đồng nào hết đấy mua một cái đôi lo về bán không lời mà mất thêm năm sáu triệu nữa quý vị và các bạn rất là ức Đó, đúng ra là mình phải gửi mình là dặn ốc lại là mình gửi lại cho anh ta luôn Đó, nhưng vì ừ, thôi coi như đây là một cái bài học kinh nghiệm để anh em chúng ta cùng nhau rút kinh nghiệm và là thì từ đây tới sau thì cũng như đã có cái video thông báo ở trên kênh youtube của việc audio vĩnh long rồi thì à, đây tới sau thì anh em sẽ dễ nói chuyện hơn nếu như mà anh em nào tháo ra thì coi như là việc không có trách nhiệm không có bảo hành bảo hiết không có hỗ trợ kỹ thuật gì nữa hết không có hỗ trợ gì hết cho anh em anh em tự giải quyết rồi à, việc xin cảm ơn rất là nhiều